Ban truyền thông báo chí cũng đến tham dự và đưa tin cho sự kiện. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây, để mở đầu cho chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trương Gia Bình, trưởng ban tổ chức giải thưởng, chủ tịch hội đồng sáng lập Vinasa, sẽ có lời phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Lê Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Trung khảo Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021. Trước hết tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đến với lễ trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 và xin nhiệt liệt chúc mừng 45 chủ nhân của các đề cử xuất sắc và được nhận giải ngày hôm nay. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là giải thưởng danh giá nhất từ nay về sau. Vì ba cái lý do chính như sau. Thứ nhất, đây là thành phố thông minh, là thành phố vì người dân. Nơi mà người dân có thể có một môi trường trong lành, có thực phẩm sạch, được học tốt hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, không bị tắc đường, không bị chờ đợi ở bệnh viện và sống trong một cái chính quyền minh bạch, chi phí, thời gian, tiền bạc cho các dịch vụ công được tiết kiệm hơn rất nhiều. Và đấy là một cuộc sống mà chúng ta thiết kế cho người dân. Cái lý do thứ hai, tôi nghĩ là thành phố thông minh là cái thành phố cũng do người dân. Đây là một cái thành phố rất đặc biệt để mỗi một người công dân của nó có thể có tiếng nói của mình và được lắng nghe. Mỗi người dân sẽ cùng nhau xây dựng một cái thành phố đáng sống cho mình, cho gia đình mình và cho con cháu mình. Cái lý do thứ ba, tôi nghĩ rằng giải thưởng này rất đánh giá bởi vì thành phố thông minh là thành phố do công nghệ và cho công nghệ. Chúng ta không thể có thành phố thông minh nếu chúng ta không có những công nghệ hiện đại, không có những ý tưởng sáng tạo, đổi mới lớn lao. Không thể không có dữ liệu lớn, không thể không có điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, IoT v.v. Nhưng mà điều lớn hơn nữa đó, trong thành phố này với dữ liệu mở, với nguồn dữ liệu đầy đủ, với tất cả những cái đó chính là nền tảng để cho các công ty sáng tạo khởi nghiệp, để cho những phát kiến, để cho công nghệ bước tiếp những bước tiến theo nữa. Tóm lại, đây là cái giải thưởng tôi nghĩ rất danh giá. Tất nhiên là điểm bắt đầu, vì cái giải thưởng này hướng đến kiến tạo một Việt Nam 4.0. Kinh tế của đất nước về sau này sẽ chủ yếu dựa trên các thành phố này. Chính thành phố này là cái thành phố, cái cách thức mà Việt Nam sẽ tái cấu trúc lại nền kinh tế, tạo ra một sự tăng trưởng và bền vững. Kiến tạo một Việt Nam 4.0. Để vào 2045, Việt Nam sẽ đứng trong hàng ngũ các quốc gia phát triển. Sau 100 năm, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông Trương Gia Bình. Thưa quý vị, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 được phát động và triển khai từ tháng 6 năm 2021. Trong giai đoạn COVID-19 diễn biến rất phức tạp và đặc biệt là tại Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mặc dù có rất nhiều khó khăn và trở ngại, song với sự nỗ lực không ngừng của ban tổ chức cùng với sự hỗ trợ của các giải pháp công nghệ, toàn bộ hoạt động
các đề cử, đánh giá, thuyết trình, bình chọn đều được thực hiện trực tuyến 100%. Và kết quả là cho đến ngày hôm nay thì ban tổ chức có thể tổ chức được lễ vinh danh và trao thưởng giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021. Và để chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh về giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021, xin mời các quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình và theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Việt Nam đang nỗ lực hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Hàng trăm hội nghị diễn đàn từ cấp quốc tế đến địa phương được đơn vị và doanh nghiệp tổ chức nhằm thảo luận, góp ý, tư vấn cho các đô thị tại Việt Nam xây dựng và phát triển các đề án Smart City với mục tiêu cao nhất là đem lại những đô thị đáng sống, đáng làm việc cho người dân. Từ năm 2017, Vinasa đã kết hợp với các đô thị lớn và các tổ chức quốc tế tổ chức hội nghị cấp cao về Thành phố Thông minh Việt Nam, Việt Nam Smart City Summit để hưởng ứng và thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Theo ghi nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, 54 trên 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang xây dựng đô thị thông minh ở các cấp độ, 30 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh, 15 địa phương đã phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh, 38 tỉnh, thành phố đã triển khai Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC cấp tỉnh và 21 tỉnh, thành phố đã triển khai Trung tâm IOC cấp đô thị, thành phố thuộc tỉnh. Các doanh nghiệp công nghệ dù đang gặp nhiều khó khăn về cơ chế nhưng cũng đang rất sẵn sàng và tích cực trong việc hợp tác với các thành phố và phát triển các giải pháp công nghệ thông minh hóa đô thị tiêu biểu như VNPT, Viettel, FPT. Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng xây dựng và phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam, từ năm 2020, Vinasa tổ chức Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam. Giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, cổ vũ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, các tỉnh, thành phố đã và đang có những đóng góp giúp cho các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu và có sức mạnh. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 được phát động từ ngày 30 tháng 6 và xét trao giải cho 4 nhóm đề cử. Nhóm 1 các đô thị, nhóm 2 các dự án bất động sản, nhóm 3 các khu công nghiệp, nhóm 4 các giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, giải thưởng vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý và tham gia của các tỉnh, thành phố, đô thị và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin. Sau hơn 2 tháng triển khai, giải thưởng đã nhận được 98 đề cử từ 62 cơ quan doanh nghiệp đăng ký tham gia. Hội đồng giám khảo gồm 22 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, công nghệ, quản lý nhà nước do tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm chủ tịch đã được thành lập. Hội đồng được chia làm 8 nhóm chuyên môn, lắng nghe thuyết trình và thẩm định chi tiết 72 đề cử qua vòng sơ tuyển với những tiêu chí khắt khe từ các vấn đề pháp lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch, kiến trúc môi trường, kiến trúc ICT và hạ tầng dữ liệu, hệ thống công nghệ thông minh, mức độ bảo mật, an toàn thông tin đến tính hiệu quả, tính bền vững của từng chương trình, phát triển từng dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin. Ngày 18 tháng 9 năm 2021, Hội đồng bình chọn trung tuyển đã được tổ chức trực tuyến, lắng nghe báo cáo của từng nhóm chuyên gia và thảo luận bình chọn. Kết quả, hội đồng đã lựa chọn được 45 đề cử từ 30 đơn vị doanh nghiệp để trao giải thưởng Thành phố Thông minh năm 2021, trong đó có 8 giải thưởng và 2 bằng khen dành cho các nhóm đô thị, 36 giải thưởng dành cho các giải pháp dành cho đô thị, bất động sản công nghiệp thông minh, trong đó có 8 giải pháp xuất sắc được xếp hạng 5 sao. Một giải thưởng xuất sắc nhất sẽ được trao cho một thành phố. Trong số 72 đề cử của năm nay, thì cuối cùng thì Hội đồng Trung khảo cũng đã lựa chọn được các cái doanh nghiệp xứng đáng để trao giải thưởng. Và tôi nghĩ rằng là với cái số lượng đấy thì cũng vẫn đủ sức thuyết phục đối với xã hội về cái giải pháp cho các thành phố thông minh của Việt Nam. Theo thống kê, riêng 36 giải pháp cho thành phố thông minh từ 25 doanh nghiệp công nghệ được trao giải thưởng hôm nay đã có tổng doanh số xấp xỉ 165.000 tỷ đồng với tổng số nhân lực là 303.588 người. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 đã phần nào cho thấy những nỗ lực rất lớn của lãnh đạo các cấp tại các đô thị cũng như sự chung tay đồng hành mạnh mẽ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ. Ban tổ chức kỳ vọng sau quãng thời gian nghiên cứu phương án, chuẩn bị nguồn lực và xây dựng cơ chế chính sách, các đô thị tại Việt Nam sẽ có những bước đột phá trong tiến trình phát triển đô thị thông minh trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cũng như phóng sự vừa rồi, quý vị cũng có thể thấy là Giải thưởng Thành phố Thông minh được phát động từ tháng 6 năm 2021 và trải qua các vòng sơ loại, trung tuyển, bình chọn và trung tuyển thì từ 98 đề cử hội đồng do tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các chuyên gia đã lựa chọn ra được 45 đề cử xuất sắc nhất để trao thưởng và vinh danh cho Giải thưởng Thành phố Thông minh ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để mở đầu cho nghi thức vinh danh và trao giải thưởng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam. Và trân trọng kính mời ông Lê Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Vinasa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến các thành phố và đô thị xuất sắc nhất của Việt Nam được nhận Giải thưởng Thành phố Thông minh ngày hôm nay. Và cũng xin lưu ý đến các quý vị, sau khi chúng ta nhận giải, hãy nán lại sân khấu, lùi về phía sau để sau đó chúng ta sẽ có một kiểu ảnh tập thể. Đầu tiên, xin chúc mừng thành phố Sầm Sơn đã xuất sắc đạt giải trong lĩnh vực thành phố điều hành quản lý thông minh. Trân trọng kính mời ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn lên nhận giải. Thành phố Sầm Sơn là đô thị trọng điểm về du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2021, thành phố Sầm Sơn đã khánh thành và đưa vào hoạt động trung tâm điều hành đô thị thông minh với các giải pháp hiện đại nhất nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được giám sát và tham gia vào quá trình xây dựng đô thị. Tiếp theo xin được chúc mừng tỉnh Thái Nguyên. Sở Thông tin và Truyền thông đã xuất sắc đạt giải trong hai lĩnh vực điều hành quản lý thông minh và dịch vụ công thông minh. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên lên nhận giải. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên là cơ quan tham mưu quan trọng trong thực hiện công trình chương trình chuyển đổi số năm 2021. Trong lĩnh vực điều hành quản lý thông minh, Sở đã triển khai thí điểm trung tâm IoC Thái Nguyên với 11 nền tảng công nghệ số với gần 200.000 lượt cài đặt và sử dụng. Xin được chúc mừng tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuất sắc đạt giải trong lĩnh vực du lịch thông minh. Trân trọng kính mời ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở lên nhận giải. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang xây dựng, triển khai lĩnh vực du lịch thông minh thuộc đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025 nhằm chủ động phát huy lợi ích của công nghệ số, tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh gắn kết các chủ thể từ khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước. Xin chúc mừng tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ đã xuất sắc đạt giải trong lĩnh vực thành phố hấp dẫn, khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở lên nhận giải. Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước với hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung học, chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu. Đây là điều kiện thuận lợi cùng với nhiều chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xin được chúc mừng thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc đạt được 3 giải thưởng trong các lĩnh vực thành phố điều hành, quản lý thông minh, thành phố y tế thông minh, thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh sạch. Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng lên nhận giải. Trong lĩnh vực điều hành quản lý, Đà Nẵng triển khai hiệu quả các nền tảng quản trị thông minh. Trong lĩnh vực y tế, thành phố đã áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện điện tử tại 100% các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế toàn thành phố. Trong lĩnh vực quản lý môi trường, thành phố hình thành mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường nước, không khí, triển khai nền tảng dịch vụ tích hợp quan trắc môi trường tập trung với 36 trạm quan trắc toàn thành phố. Kính thưa quý vị, để ghi nhận những thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông minh vào cuộc sống, xây dựng đô thị phát triển giàu mạnh, đem lại sự hài lòng cho người dân. Sau đây, Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 xin được trao tặng bằng khen cho hai đơn vị tiêu biểu. Đầu tiên xin được chúc mừng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt với lĩnh vực điều hành và quản lý thành phố thông minh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt lên nhận bằng khen. Với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Lạt thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng kết nối giữa các lĩnh vực tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích, kênh tương tác nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc. Tiếp theo xin được chúc mừng tỉnh Bình Phước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thành tích nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông minh và quản lý, điều hành, phát triển ngành du lịch tỉnh. Kính mời ông Nguyễn Văn Oai, đại diện Sở lên nhận bằng khen. Với định hướng phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, đem lại trải nghiệm thông minh tới khách du lịch, Bình Phước đã xây dựng cổng du lịch thông minh nhằm đa dạng hóa các hình thức truy cập thông tin du lịch của tỉnh, quảng bá xúc tiến du lịch một cách hiệu quả, bền vững trong tương lai. Vâng, và sau đây xin mời các vị đại biểu chúng ta sẽ cùng chụp chung một kiểu ảnh lưu niệm. Vâng, và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay cho những đề cử đầu tiên nhận được giải thưởng ngày hôm nay. Vâng, xin chúc
Chúc mừng, xin cảm ơn đại diện của các tỉnh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quân và ông Lê Xuân Hòa. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng chứng kiến phần trao thưởng cho các tỉnh, thành phố. Sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng xem một phóng sự về những thành tích xuất sắc của các tỉnh thành đô thị được vinh danh trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng sự chú ý lên màn hình. Dù phải căng mình phòng và chống đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng lãnh đạo, cán bộ quản lý tại rất nhiều đô thị tại Việt Nam vẫn nỗ lực tâm huyết cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố thông minh nhằm đem lại môi trường đô thị đáng sống, đáng làm việc dành cho tất cả những người dân. Ban tổ chức Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 điểm lại những nỗ lực thành tựu của các thành phố được vinh danh ngày hôm nay trong một số lĩnh vực điển hình. Điều hành và quản lý thông minh. Việc tập trung thông tin để quản lý điều hành được các thành phố chú trọng đầu tư đầu tiên. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, 38 tỉnh thành phố đã triển khai Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC cấp tỉnh và 21 tỉnh thành phố đã triển khai Trung tâm IOC cấp đô thị thuộc tỉnh. Năm 2021, Đà Nẵng đã đưa Trung tâm IOC của thành phố hoạt động, nhưng trước đó, từ 2014, hệ thống thông tin chính quyền điện tử đã được triển khai với các ứng dụng một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý cán bộ công chức, góp ý và phản ánh hiện trường. Hệ thống điều hành thông minh chuyên ngành cũng được phát triển, giao thông với 180 camera, an ninh trật tự kết nối với hơn 1.800 camera của thành phố và 34.500 camera do người dân, giám sát thiên tai với hơn 1.500 hệ thống đo mưa tự động và 10 hệ thống giám sát mực nước lũ. AI chatbot đã được triển khai nhằm hướng dẫn tự động thủ tục hành chính. Dịch vụ công đến nay đã có hơn 103.000 lượt giải đáp tự động, trung bình 4.000 lượt một tháng. Tại Thái Nguyên, rất nhanh chóng từ năm 2019, tỉnh đã phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh của riêng mình. Năm 2021, Trung tâm Điều hành IOC Thái Nguyên được đưa vào sử dụng cùng với các ứng dụng công dân số, C Thái Nguyên, hệ thống phản ánh hiện trường, hệ thống quản lý camera tập trung VMS, giám sát giao thông, giám sát thông tin trên mạng, tích hợp dữ liệu ngành y tế, môi trường, giáo dục, cảnh báo cháy nhanh, phục vụ công tác quản lý và điều hành của lãnh đạo tỉnh. Đã có hơn 100.000 lượt tải và sử dụng Si Thái Nguyên. Trong thời gian tới sẽ triển khai hoàn thiện hệ thống tích hợp, phân tích dữ liệu data mining, các ngành, các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh. Trong khi đó, thành phố Sầm Sơn đã hoàn thiện hệ thống IoT chỉ trong 8 tháng đầu năm 2021 với 9 phân hệ quản lý quan trọng, điều hành, giao thông, an ninh, phản ánh hiện trường, du lịch, cảnh báo thiên tai, cảnh báo cháy, thông tin báo chí tuyên truyền, dịch vụ Wi-Fi và SMS. Sầm Sơn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo, tích hợp dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi, các nguồn dữ liệu để tiến hành bước tiếp theo, định hướng điều hành quản lý đô thị dựa trên dữ liệu. Mục tiêu của chính phủ đặt ra là cung cấp 100% dịch vụ công trên toàn quốc đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Tại Thái Nguyên, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Thái Nguyên được xây dựng từ năm 2016. Đến đầu năm 2021, tỉnh đã hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cấp độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh, với hơn 1.300 dịch vụ được cung cấp. Đã có gần 9.000 tài khoản công dân, gần 700 tài khoản tổ chức đăng ký và đã xử lý khoảng 35.000 hồ sơ trực tuyến. Du lịch thông minh. Với Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng, hàng năm thu hút 6 đến 7 triệu lượt du khách. Lâm Đồng luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền du lịch thông minh bền vững. Thành phố du lịch thông minh thuộc đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025 đã được triển khai đầy đủ một hệ sinh thái du lịch thông minh từ cổng thông tin du lịch, bản đồ du lịch, mạng xã hội liên kết với cổng thông tin, hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền, hệ thống quản lý lưu trú, hệ thống tích hợp, phân tích số liệu, kho dữ liệu. Du lịch thông minh Đà Lạt không chỉ đem đến một hệ sinh thái quản lý ưu việt cho chính quyền, mà mục tiêu cao nhất là đem lại trải nghiệm du lịch thuận tiện và khác biệt cho du khách từ khi đặt vé, đặt phòng, tra cứu, tìm kiếm, tương tác trong quá trình trải nghiệm, đến nhận các thông tin cập nhật và hậu mãi sau khi trở về. Trong đợt bùng phát dịch COVID lần thứ 2, Đà Nẵng là tâm điểm. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Đà Nẵng đã khống chế gần như 100% dịch bệnh. Ngoài những nỗ lực của các lực lượng chống dịch và nhân dân, công nghệ đóng vai trò then chốt. Đến nay, đã có hơn 20 ứng dụng chống dịch được Đà Nẵng phát triển và sử dụng, từ cấp mã QR, truy vết đến bản đồ dịch tễ và hệ thống dữ liệu COVID-19. Đây cũng là kết quả của quá trình triển khai hệ thống y tế thông minh bài bản. Đà Nẵng đã triển khai y tế điện tử tại 100% trung tâm y tế xã phường, ứng dụng quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh điện tử tại 16 trên 16 bệnh viện và cơ sở y tế.
xây dựng hơn 1,3 triệu hồ sơ y tế điện tử của công dân toàn thành phố, đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh với 100% cơ sở khám bệnh. Cũng tại Đà Nẵng, hệ thống quan trắc và xử lý nước thải, môi trường được đặc biệt quan tâm như một phần quan trọng của việc xây dựng đô thị thông minh. 6 trên 11 trạm xử lý nước thải đã được quan trắc, giám sát 24 trên 24. 6 trạm quan trắc không khí đã được triển khai. Hệ thống SCADA giám sát nước và điện công cộng đã được hoàn thiện, giúp kiểm soát và xử lý tình huống sự cố phát sinh nhanh nhất. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và được xem là động lực lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. Dù không có nhiều lợi thế, nhưng Thái Nguyên trong những năm gần đây rất được các nhà đầu tư chú ý, không chỉ những nhà đầu tư lớn như Samsung, Masan, Vingroup mà còn hấp dẫn những nhà đầu tư trong mảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những quyết sách hỗ trợ hệ sinh thái startup, nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của tỉnh được các cấp lãnh đạo cao nhất phê duyệt. Các chương trình hỗ trợ truyền thông về khởi nghiệp, kết nối đầu tư, hỗ trợ không gian làm việc chung được triển khai bài bản. Hàng năm, tỉnh dành đến hơn 10 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Và còn rất nhiều những nỗ lực khác của các thành phố chưa được ghi nhận, nhưng ban tổ chức kỳ vọng những điển hình này sẽ truyền được cảm hứng và làm điển hình cho các đô thị khác có thể học tập, triển khai, giúp nhanh chóng xây dựng các môi trường đáng sống, hấp dẫn đầu tư, làm việc trên khắp Việt Nam. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021, chung tay xây dựng đô thị thông minh, đáng sống. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và một lần nữa xin được chúc mừng các tỉnh thành đã rất xuất sắc được vinh danh trong lễ ra thưởng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 dành cho các sản phẩm, giải pháp công nghệ số cho các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Vinasa sẽ tiến lên sân khấu để tiến hành trao cúp và giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp. Đầu tiên xin được chúc mừng giải pháp cổng thông tin dữ liệu mở VNPT Open Data của Công ty Công nghệ Thông tin VNPT chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Tuấn Ninh, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. Cổng dữ liệu mở VNPT ODP tổng hợp và cung cấp dữ liệu từ chính quyền, tổ chức đến người dân doanh nghiệp được sử dụng bởi các quốc gia, địa phương, các tổ chức thu thập và chia sẻ với số lượng dữ liệu lớn. Tiếp theo, xin chúc mừng giải pháp Payment Platform của Tổng Công ty Truyền thông VNPT Media. Xin kính mời ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm VNPT Fintech lên nhận giải thưởng. Nền tảng thanh toán Payment Platform là một phân hệ quan trọng trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp giải quyết triệt để vấn đề thời gian, công sức, giúp người dân doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình mọi lúc, mọi nơi. Xin được chúc mừng Tổng đài Tư vấn viên ảo Conbot của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế. Xin được kính mời ông Đặng Mạnh Chiến, Giám đốc Chiến lược của công ty lên nhận giải thưởng. Conbot với nền tảng trí thông minh nhân tạo, hoạt động tự động và giao tiếp tự nhiên thông qua kênh đàm thoại. Trong lĩnh vực giải pháp cho hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh, xin chúc mừng giải pháp Connected Lumine Platform của Công ty Cổ phần Công nghệ VIOT. Kính mời ông Nguyễn Đức Anh lên nhận giải thưởng. Giải pháp COP hỗ trợ điều khiển cường độ chiếu sáng theo nhu cầu, theo dõi tình trạng hoạt động của từng bóng đèn để lập kế hoạch bảo trì, giúp giảm 75% điện năng và trên 50% phí bảo trì. Lĩnh vực giải pháp hạ tầng số dành cho thành phố thông minh xin được vinh danh các sản phẩm và giải pháp. Xin chúc mừng giải pháp nền tảng công nghệ kết nối vạn vật VConnect IoT Platform của Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp VConnect. Xin kính mời ông Nguyễn Đức Quý, Tổng Giám đốc lên nhận giải thưởng. VConnect IoT Platform có khả năng kết nối, mở rộng và phát triển tính năng không giới hạn. Có thể phát triển mọi giải pháp IoT ứng dụng, mở rộng liên tục đến hàng tỷ thiết bị. Xin chúc mừng giải pháp nền tảng thị giác máy tính Viettel Cyber Vision, ứng dụng giám sát giao thông thông minh của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Kính mời ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc sản phẩm lên nhận giải. Viettel Cyber Vision ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo để phân tích và xử lý tự động các tín hiệu gửi về từ camera giao thông, giải quyết bài toán quản lý giao thông, an ninh trật tự trong thành phố. Lĩnh vực giải pháp cho công dân, cộng đồng thông minh xin được gọi tên các sản phẩm sau. Xin được chúc mừng giải pháp hệ thống bãi giữ xe thông minh e-parking của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Phú Việt. Xin được kính mời đại diện công ty lên nhận giải thưởng. An Phú Việt tự hào mang đến giải pháp giữ xe thông minh cho hơn 1.000 khách hàng trên toàn quốc. Hệ thống giữ xe thông minh e-parking giúp hình ảnh bãi xe chuyên nghiệp hơn, an toàn hơn, giảm ách tắc và chống tiêu cực. Xin chúc mừng giải pháp Ship 60 Micro Fulfillment and Delivery Platform của Công ty Cổ phần Delivery Technology. Kính mời ông Mai Trần Thuật, Regional Operation Manager lên nhận giải thưởng.
Nền tảng Ship City xử lý đơn hàng fulfillment, giao hàng chặng cuối với công nghệ tự động hóa giúp giảm thời gian, chi phí, số hóa quy trình trong chuỗi logistics. Trong lĩnh vực giải pháp an toàn thông tin, các sản phẩm giải pháp xuất sắc tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin chúc mừng giải pháp quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin VCM của Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Quốc tế VNCS. Kính mời ông Bùi Văn Dương, R&D Mark Manager lên nhận giải thưởng. VCM hội tụ đủ tính năng ưu việt, thân thiện và đáng tin cậy trong một hệ thống xử lý sự kiện an toàn thông tin thế hệ mới. Tiếp theo xin được chúc mừng giải pháp nền tảng quản lý an toàn thông tin VNPT MSS của Công ty Công nghệ Thông tin VNPT chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Kính mời ông Hoàng Tuấn Ninh, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. VNPT MSS là nền tảng giám sát, quản lý hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý các rủi ro trước các cuộc tấn công từ trong và ngoài tổ chức, giúp bảo vệ tài sản, trí tuệ, lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiếp theo sẽ là lĩnh vực giải pháp du lịch thông minh. Xin được chúc mừng giải pháp hệ sinh thái du lịch thông minh Smart Travel của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Xin được kính mời ông Đặng Đình Nghĩa, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. Mobifone Smart Travel quảng bá hình ảnh hỗ trợ du khách khám phá, trải nghiệm thông qua công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường giúp tối ưu hóa trải nghiệm, đổi mới phương thức quản lý. Tiếp theo với lĩnh vực giải pháp giao thông thông minh, xin chúc mừng giải pháp nền tảng thị giác máy tính Viettel Cyber Vision, ứng dụng giám sát giao thông thông minh của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Kính mời ông Phạm Quang Vinh, giám đốc sản phẩm sẽ lên nhận giải thưởng. Viettel Cyber Vision ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thị giác máy tính để tự động xử lý các tín hiệu gửi về từ camera nhằm giải quyết các vấn đề quản lý giao thông, giám sát an ninh. Tiếp theo xin được chúc mừng giải pháp phần mềm giải pháp giao thông thông minh trên bản đồ số của Công ty Cổ phần Hanel. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc trung tâm dự án khoa học công nghệ Hanel lên nhận giải thưởng. Hệ thống giao thông thông minh trên nền tảng bản đồ số được xây dựng và cung cấp cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào sử dụng trên toàn quốc từ đầu năm 2017. Hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu tổng thể theo thời gian thực về giao thông, hỗ trợ quản lý vận tải, bảo trì đường bộ. Tiếp theo sẽ là lĩnh vực giải pháp giáo dục thông minh. Xin được chúc mừng giải pháp nền tảng giáo dục MISA MIS của Công ty Cổ phần MISA. Xin kính mời bà Vũ Thị Hà, trưởng phòng kinh doanh, văn phòng MISA Hà Nội lên nhận giải thưởng. Nền tảng giáo dục MISA MIS là hệ thống hệ sinh thái quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường. Và sau đây xin mời hai vị lãnh đạo chúng ta sẽ cùng chụp một cảnh lưu niệm với 14 đề cử đầu tiên đã vinh dự nhận giải thưởng ngày hôm nay. Và chúng ta hãy một lần nữa hãy chúc mừng cho 14 giải pháp số cho thành phố thông minh đầu tiên đã vừa được vinh danh. Và tiếp theo sẽ là lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Vâng, xin được cảm ơn đại diện của các doanh nghiệp và xin mời hai vị lãnh đạo chúng ta sẽ tiếp tục nán lại để trao thưởng cho đợt tiếp theo ạ. Lĩnh vực nông nghiệp thông minh xin được chúc mừng giải pháp nông nghiệp thông minh Viconex của Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Xin kính mời ông Nguyễn Thanh Quất, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. Viconex số hóa và kết nối toàn bộ chuỗi sản xuất và phân phối, mang đến sự minh bạch và hiệu quả lâu dài, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Lĩnh vực giải pháp an ninh an toàn cấp cứu cứu nạn, xin chúc mừng giải pháp FPT Camera của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Kính mời ông Đỗ Huy Đức, đại diện công ty lên nhận giải. Ra mắt năm 2019, FPT Camera là giải pháp camera an ninh đồng bộ về hệ thống, toàn diện về giải pháp cho phép giám sát, lưu trữ, quản lý thiết bị, dữ liệu và người dùng trên nền tảng điện toán đám mây. Tiếp theo xin chúc mừng giải pháp hệ thống truyền tin cảnh báo SafeOff-C1 của Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Xin kính mời ông Bùi Ánh Quang, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. SafeOne là dịch vụ hỗ trợ truyền tin cảnh báo các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, an ninh sức khỏe qua các thiết bị thông minh, giúp hỗ trợ truyền tin cảnh báo khẩn cấp về trung tâm điều hành của các đơn vị chức năng để xử lý. Lĩnh vực giải pháp y tế thông minh gọi tên các sản phẩm giải pháp sau đây. Xin chúc mừng giải pháp hồ sơ sức khỏe điện tử VNPT HSSK của Công ty Công nghệ Thông tin VNPT chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Kính mời ông Hoàng Đình Ngự, giám đốc sản phẩm lên nhận giải. Hồ sơ sức khỏe điện tử VNPT HSSK là giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe công dân. Người dân được theo dõi sức khỏe trọn đời, đồng thời thống kê được tình hình phát sinh dịch bệnh, đưa ra cảnh báo. Xin chúc mừng giải pháp phòng khám đa khoa online 365 MediHome hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Y tế Từ xa Việt Nam. Xin kính mời tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, thầy thuốc nhân dân Vũ Quốc Bình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Y tế Từ xa Việt Nam. Giải pháp tư vấn khám chữa bệnh từ xa là bước đột phá mới trong chuyển đổi số ngành y tế, cung cấp dịch vụ khám online chất lượng cao và quản lý hồ sơ sức khỏe trọn đời.
Xin chúc mừng giải pháp trục chuyển mạch thông tin y tế FPT HIE của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT. Kính mời bà An Thị Nga đại diện lên nhận giải thưởng. Là nền tảng kết nối trao đổi thông tin giữa các hệ thống và ứng dụng trong ngành y tế, FPT HIE giúp các tỉnh thành phố tạo lập và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu y tế điện tử, từng bước hình thành kho dữ liệu y tế điện tử phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tiếp theo đây sẽ là giải pháp năng lượng thông minh. Xin chúc mừng giải pháp cung cấp điện thông minh cho thành phố Đà Nẵng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đà Nẵng. Kính mời ông Huỳnh Thảo Nguyên, đại diện công ty lên nhận giải. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đà Nẵng đã nghiên cứu xây dựng và phát triển giải pháp cung cấp điện thông minh cho thành phố, từ đó góp phần to lớn đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp theo xin được chúc mừng giải pháp T-Monitor, hệ thống thông minh giám sát chất lượng không khí của công ty cổ phần T-Monitor, đạt giải trong lĩnh vực giải pháp môi trường thông minh. Xin mời ông Vũ Hải Nam, founder và CEO lên nhận giải thưởng. T-Monitor là giải pháp AIoT tổng thể bao gồm nền tảng phần cứng và phần mềm, thu thập, giám sát và phân tích chất lượng không khí, đo lường lượng hóa ô nhiễm trước khi ngăn chặn nó. Sau đây xin chúc mừng giải pháp phần mềm cấp phép làm việc ID Permit của công ty cổ phần IDTech đã xuất sắc đạt giải trong lĩnh vực giải pháp cho nhà máy thông minh. Xin kính mời đại diện công ty lên nhận giải thưởng. ID Permit là phần mềm cấp phép làm việc made in Việt Nam đầu tiên thuộc hệ sản phẩm an toàn sức khỏe môi trường, hỗ trợ chuyển đổi quá trình cấp phép làm việc, đảm bảo các công việc nguy hiểm, rủi ro cao. Trong lĩnh vực giải pháp cho tòa nhà căn hộ thông minh, xin vinh danh các sản phẩm giải pháp sau đây. Xin được chúc mừng giải pháp cư dân thông minh T-Connect của công ty cổ phần TNTech, mời đại diện của công ty lên nhận giải. Giải pháp cư dân thông minh T-Connect cho phép quản trị tập trung khu phức hợp hiệu quả, là kênh thông tin tương tác số đa chiều giữa cư dân và ban quản lý, cư dân với cư dân, cùng các tiện ích thông minh được cá nhân hóa, đem lại trải nghiệm đặc sắc cho người dùng. Và xin được chúc mừng giải pháp quản lý tòa nhà tập trung iEscape của công ty cổ phần công nghệ công nghiệp VConnect. Xin kính mời ông Đặng Mạnh Cường, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. Giải pháp quản lý tòa nhà tập trung iEscape thuộc ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật IoT, kết nối các thiết bị vào cùng một nền tảng, mang đến một giải pháp all-in-one cho chủ đầu tư và ban quản lý cư dân. Tiếp theo xin được chúc mừng giải pháp phần mềm quản lý bất động sản TPG của công ty cổ phần công nghệ và phần mềm TPG đã xuất sắc đạt giải trong lĩnh vực giải pháp quản lý thương mại bất động sản. Mời đại diện công ty lên nhận giải. TPG là một phần mềm nền tảng cho quản lý bất động sản của đô thị thông minh. Phần mềm làm việc trên nền bản đồ số, tích hợp nhiều module từ quản lý giao dịch, hợp đồng, thanh toán cho đến quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vận hành của khu đô thị. Tiếp theo là lĩnh vực giải pháp cho thành phố thông minh. Xin được vinh danh các sản phẩm sau đây. Xin chúc mừng giải pháp hợp đồng điện tử VNPT eContract của công ty công nghệ thông tin VNPT chi nhánh tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Xin kính mời ông Lê Xuân Sơn, giám đốc trung tâm công nghệ thông tin VNPT khu vực 3 lên nhận giải thưởng. VNPT eContract cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian giao dịch. Xin được chúc mừng giải pháp ứng dụng MyTV OTT của tổng công ty truyền thông VNPT Media. Kính mời bà Nguyễn Thị Tuyết Thành, phó giám đốc công ty MyTV lên nhận giải. Truyền hình MyTV, nền tảng công nghệ OTT là một dịch vụ mang tầm chiến lược của VNPT. Người dùng sẽ có một trải nghiệm giải trí hoàn hảo, không giới hạn trên mọi phương diện, không phụ thuộc nhà mạng, không giới hạn thiết bị, cùng kho nội dung khổng lồ cập nhật mỗi ngày. Và sau đây xin mời đại diện của các doanh nghiệp cùng với cả các vị đại biểu sẽ chúng ta sẽ cùng chụp chung một kiểu ảnh lưu niệm ạ. Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để chúc mừng cho các giải pháp đã xuất sắc được vinh danh ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được phép tiếp tục công bố danh sách tiếp theo cho các sản phẩm công nghệ. Vâng, xin được cảm ơn đại diện của các doanh nghiệp và xin mời hai vị đại biểu chúng ta sẽ tiếp tục nán lại ở trên sân khấu. Giải thưởng thành phố thông minh xếp hạng 5 sao, đây là những đề cử được hội đồng đánh giá rất cao và có sự vượt trội về cả mặt công nghệ và ứng dụng thực tiễn, hiệu quả. Và đặc biệt, ngày hôm nay sẽ vinh danh thành phố xuất sắc nhất của Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021. Đầu tiên xin được chúc mừng giải pháp AKMS của công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp cho nhà máy thông minh. Kính mời ông Nguyễn Khắc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm GAM VNTCA lên nhận giải. AKMS là nền tảng chuyển đổi số sản xuất của FPT Software, cung cấp khả năng quản lý quy trình toàn diện, khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, khả năng quản lý theo thời gian thực và khả năng giám sát vận hành vượt trội. Xin chúc mừng giải pháp FPT Camera của công ty cổ phần viễn thông FPT đã xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp cho tòa nhà và căn hộ thông minh. Kính mời bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Ban Giám sát Thông minh FPT Telecom lên nhận giải thưởng.
Ra mắt vào năm 2019, FPT Camera là giải pháp camera an ninh đồng bộ về hệ thống toàn diện về giải pháp cho phép giám sát lưu trữ, quản lý thiết bị. Xin chúc mừng giải pháp chiếu sáng thông minh cho đường phố của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đồng xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp cho hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh. Kính mời ông Nguyễn Triệu Sơn, giám đốc trung tâm phát triển hệ sinh thái 4.0 lên nhận giải. Giải pháp chiếu sáng đường phố thông minh của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đồng là giải pháp chiếu sáng Make in Việt Nam, mang lại lợi ích to lớn cho thành phố, nâng cao mỹ quan đô thị, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn chiếu sáng. Xin chúc mừng giải pháp tổng thể chuyển đổi số toàn diện liên mạch xây dựng y tế thành phố thông minh của công ty cổ phần công nghệ iSoft xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp y tế thông minh. Xin kính mời bà Nguyễn Ngọc Ánh, giám đốc kinh doanh lên nhận giải thưởng. Với sự đầu tư nghiêm túc, liên tục đổi mới trong sáng tạo và nghiên cứu, iSoft đã hình thành một giải pháp tổng thể chuyển đổi số toàn diện liên mạch. Xin chúc mừng giải pháp hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ FPT IPEX của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp giao thông thông minh. Xin mời đại diện công ty sẽ lên nhận giải. Bằng việc ứng dụng các công nghệ 4.0 tiên tiến như AI, Machine Learning, Deep Learning, FPT IPEX trở thành trợ thủ đắc lực tại nhiều tỉnh thành phố, tự động xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Xin chúc mừng giải pháp nền tảng trợ lý ảo Viettel Cyberbot của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp cho chính quyền số. Xin kính mời ông Phạm Quang Vinh, giám đốc sản phẩm lên nhận giải thưởng. Viettel Cyberbot là nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt ứng dụng công nghệ xử lý giọng nói tốt nhất hiện nay giúp doanh nghiệp và chính quyền xây dựng hệ thống tổng đài tương tác với khách hàng tự động. Xin được chúc mừng giải pháp phần mềm trường học thông minh MySchool của công ty cổ phần công nghệ Bình Minh đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp giáo dục thông minh. Xin kính mời đại diện công ty sẽ lên nhận giải. MySchool được định hướng là ngôi trường học thông minh trên nền tảng Internet, là giải pháp phần mềm tổng thể hỗ trợ cả công tác quản lý và giảng dạy, kết nối giữa nhà trường và gia đình một cách toàn diện. Tiếp theo xin chúc mừng giải pháp ứng dụng công dân số Citizen App của Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel đã xuất sắc đạt 5 sao trong lĩnh vực giải pháp cho công dân, cộng đồng thông minh. Xin kính mời ông Nguyễn Đức Thịnh, đại diện công ty lên nhận giải thưởng. Ứng dụng công dân số Citizen với mục tiêu hình thành nền tảng số phục vụ công dân doanh nghiệp là kênh kết nối người dân và doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ khai thác và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công và cung cấp các thông tin toàn diện. Và kính thưa quý vị, trong số các giải thưởng được trao cho các tỉnh, thành phố, đơn vị hôm nay, có duy nhất một thành phố xuất sắc được hội đồng bình chọn là thành phố thông minh Việt Nam 2021. Vâng, và đây là một thành phố biển xinh đẹp, thành phố của những cây cầu, những chuyến cáp treo kỷ lục với người dân nồng hậu, được mệnh danh là thành phố đáng sống của Việt Nam. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng đã đoán được đây là thành phố nào phải không ạ? Và xin được chúc mừng thành phố Đà Nẵng với giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2021. Xin kính mời ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông lên nhận giải thưởng danh giá này ạ. Vâng, và sau đây xin mời đại diện của các doanh nghiệp của Đà Nẵng, chúng ta sẽ cùng có một kiểu ảnh lưu niệm. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đại diện của các doanh nghiệp cũng như là đại diện của thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn đại diện của các doanh nghiệp, cảm ơn các vị đại biểu. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng 45 giải thưởng thành phố thông minh 2021 đã xuất sắc được vinh danh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có thể nói xây dựng thành phố thông minh chính là chuyển đổi số cho các thành phố và khu đô thị. Với sự chỉ đạo sáng suốt của chính phủ, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực xây dựng thành phố thông minh của các tỉnh, thành phố, sự đồng hành mạnh mẽ của các doanh nghiệp, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, sản phẩm giải pháp thông minh, chúng tôi tin tưởng rằng các thành phố của Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ, đem lại đời sống văn minh, xanh, sạch và an toàn, phồn thịnh, thịnh vượng cho mọi người dân, cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế. Kính thưa quý vị, buổi lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, giải thưởng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều hơn sự quan tâm, tham gia từ các doanh nghiệp, từ các thành phố và góp phần thúc đẩy hợp tác, xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam. Và bài hát xung kích chuyển đổi số, nhạc và lời nhạc sĩ Trương Quý Hải sau đây sẽ thay lời kết, khẳng định sự đồng hành của Vinasa và các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố thông minh, xung kích chuyển đổi số, xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, thịnh vượng và hùng cường. Thank you.
thoát nghèo, mồ hôi chất chiêu, hòa nguyện ước mạnh giàu. Tri thức soi đường, tầm cao bốn phương, lóe sáng xoay chuyển hướng. Cuộc cách mạng số, cơ hội ngàn đời, đài vinh quang ta hằng mong đợi. Vinasa, tiên phong, tinh thần chiến binh. Mô nông cầm tràn, niềm tin sắt son, đội hình đã sẵn sàng. Mục tiêu không rời, mùa giang khắp nơi, quyết thắng trong cuộc chiến mới. Thế giới số, hóa trận mịt mù, những chiến binh đã nguyện dũng trần. Sải cánh lướt gió chân trời số thanh thang, Vinasa thần tốc tiến quân khát vọng nước Nam. Kề vai sát cánh đoàn quân tiên phong, quân cường thánh dâng vươn mình xuất binh hào khí chiến chất chiêu, hòa nguyện ước mạnh dầu. Tri thức soi đường, tầm cao bốn phương, lóe sáng xoay chuyển hướng. Cuộc cách mạng số, cơ hội ngàn đời, đại vinh quang ta hằng mong đợi. Vinasa, tiên phong, tinh thần chiến binh. Bao lòng cầm tràn, niềm tin sắt son, đội hình đã sẵn sàng. Mục tiêu không rời, mùa giang khắp nơi, quyết thắng trong cuộc chiến mới. Thế giới số, hóa trận nguyên mùng, những chiến binh đất nguyện sung trần. Hẹn tương lai, kỷ nguyên mới, huy hoàng. Thời cơ sông tin, chuyển đổi số, sải cánh lướt gió chân trời số thanh thang. Vì Vinasa thần tốc tiến quân, khát vọng nước Nam. Và một lần nữa xin được chúc mừng 45 đại diện, 45 đề cử xuất sắc đã nhận được giải thưởng thành phố thông minh ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại ở giải thưởng thành phố thông minh 2022.